Bạn đã từng mong muốn tìm kiếm sự bình an nội tâm, bạn muốn khám phá những bí ẩn về con đường tu tập và giác ngộ. Hãy cùng bước chân theo sư Minh Tệ, những bước chân an lạc để khám phá hành trình đầy cảm hứng của vị sư đáng kính này. Trải nghiệm cuộc đời phi thường của sư Minh Tệ, từ những ngày đầu tiên giác ngộ đến khi trở thành một vị tu sĩ lang thang danh tiếng, tìm hiểu những bài học quý giá về Phật Pháp và cách ứng dụng chúng vào cuộc sống, khám phá bí quyết để đạt được sự bình an của nội tâm và hạnh phúc đích thực. Những ngày gần đây, lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh một vị sư đầu trần chân đất đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Xem qua nhiều clip và đọc một số bình luận, thấy có người khen, kẻ chê, người thì tán dương, kẻ thì dè biểu. Nhưng nói chung tôi thấy thầy được cung kính nhiều hơn. Ngược dòng thời gian, được biết thầy Thích Minh Tuệ được sinh ra tại Kỳ An, Hà Tĩnh, trong một gia đình có 6 anh em, là một học sinh xuất sắc, một sinh viên ưu tú tại trường Đại học Nông nghiệp Tây Nguyên. Ra trường đi bộ đội rồi làm công chức, là một trưởng phòng địa chính huyện ở Gia Lai, Đắk Lắk. Trong thời gian vừa làm việc, thầy vừa đọc vừa tìm hiểu kinh sách. Như một cơ duyên, thầy đã từ bỏ địa vị mà bao người ao ước xin tu tập tại một ngôi chùa ở Đắk Lắk. Theo lời thầy nói chuyện với Phật tử khi được hỏi, sau vài tháng ở chùa, thầy thấy không thích hợp nên đã phát nguyện theo phương pháp tu hành khắc thực như hiện tại. Được biết, thầy đã thực hành pháp môn tu theo hạnh Đầu Đà đã 6 năm, nhưng để đi bộ hành từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam đến hiện tại là lần thứ tư. Như chính thầy Thích Minh Tuệ từng nói, thầy chỉ là người học tập, cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy. Thầy không nhận làm thầy hay dạy dỗ bất kỳ ai. Xin có những thiện ý như sau qua hiện tượng này. Giáo pháp của Đức Phật thì có 84,000 pháp môn tu, nên thầy Thích Minh Tuệ chọn cho mình một pháp môn tu hành theo hạnh Đầu Đà là hạnh nguyện, là quyền lựa chọn riêng của thầy. Việc bộ hành khắc thực là một trong những truyền thống khắc thực của Phật giáo, là điều quen thuộc, không lập dị. Trên thực tế thì cũng có nhiều người đang thực hành như thế, chỉ khác biệt là họ không được các YouTuber, TikToker đưa hình ảnh lên thôi. Phải chăng đây là con dao hai lưỡi của truyền thống? Trong lịch sử, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cùng với những đệ tử đi khất thực khắp nơi. Hiện nay cũng có một số vị thực hành tam bộ nhất bái, ba bước một lại, nhất bộ nhất bái, một bước một lại, hoặc thực hành hạnh Đầu Đà như thầy. Hạnh Đầu Đà còn gọi là khổ hạnh, là một thực hành Phật giáo. Mặc áo vá, ngày ăn một bữa thì tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, thì không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi và hưởng thụ. Cách tu của thầy thì gợi cho chúng ta thấy gần hơn với hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ. Cũng vì thế, những bình luận dè biểu, chê bai, tỏ ra ngạc nhiên để tấn công là một loại hành vi thể hiện sự kém hiểu biết, nếu không muốn nói là ác ý, ganh tị, sinh tâm phân biệt, đố kỵ. Qua một số clip tôi xem được, ở thầy toát lên một sự chân chất, thật thà, không qua mỹ. Thầy luôn tự nói với mọi người, thầy đang học tập, đang buông bỏ và không tự nhận mình là thầy của ai cả, luôn một mực xưng con với tất cả mọi người. Thầy nói việc xưng hô như thế là một cách để tự nhắc mình chưa có thành tựu gì, và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu mọi người có thể có tâm hướng thượng. Thầy không nói điều gì cao siêu quyền bí cả. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành, thầy luôn nói là giữ giới, phát nguyện tu theo hạnh nguyện của bậc chánh đẳng chánh giác, cố gắng bố thí, làm việc tốt. Thầy luôn giữ giới là cốt lõi của tu hành. Thật vậy, lúc Đức Phật Thích Ca sắp qua đời, các đệ tử cũng lo lắng rằng không biết sẽ nương tựa vào đâu khi Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy, lấy giới làm đầu,
lấy khổ làm thầy. Đó là hai bậc thầy lớn nhất và sáng suốt nhất. Qua một số clip, chúng ta thấy nhiều Phật tử đi theo cung kính, từ người già đến người trẻ, có nhiều nam thanh nữ tú, và cũng có rất nhiều người cung kính chắp tay quỳ lại. Các bạn thử nghĩ xem là vì sao? Hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra là chính mọi người quỳ lại trước cái tâm hạnh của thầy, chứ không phải quỳ lại cái thân xác ấy. Bởi vì chính cái tâm hạnh đó đã làm cho mọi người hoan hỷ và kính nể. Quả thật, thầy là một vị tuyệt vời, đã vượt qua giới hạn của bản thân, khó mấy ai làm được. Thầy đã buông bỏ được tất cả, kể cả thân mạng thầy cũng hoan hỷ. Trong tất cả chúng ta, ai cũng cần vật chất, tiền tài để sinh sống. Nhưng còn thầy thì không cần nữa, và không nhận bất kỳ thứ gì ngoài vật thực ăn chay đủ no cho một bữa để duy trì thân mạng. Trong tất cả chúng ta, nếu bị một ai đó xúc phạm, cho dù chỉ là nhỏ, cũng sẽ sân hẳn lên, ăn thua hoặc đáp trả lại cho bằng được, hoặc chí ít thì cũng sẽ ấm ức và tức tối trong lòng không an. Nhưng thầy thì không còn quan tâm đến thương ghét, hờn giận hay oán thù gì nữa. Thầy đã không còn quan tâm đến của cải hay tài sản nữa. Chỉ có bên mình là ba y một bát. Cái khó nhất là thầy phải đi bộ hành khắc thực đến cả hàng trăm cây số, rày đây mày đó. Còn ngủ thì thầy ngủ ở ngoài nghĩa địa, nghĩa trang liệt sĩ, nhà trống, nhà bỏ hoang, ngoài đồng. Và tuyệt vời hơn là thầy chỉ ngủ ngồi trong chánh niệm. Thử nghĩ các bạn có ai đi bộ hành được như thầy không? Một người bình thường thì chúng ta chỉ đi vài cây số là cảm giác như nó mệt và cũng bắt đầu đã bệnh hoạn rồi. Huống chi ở đây thầy Thích Minh Tuệ đã đi hàng trăm cây số, chân trần, đầu không đội nón dưới trời nắng. Thật là tuyệt vời. Tôi xem clip thấy một số vị phê phán chỉ trích thầy Minh Tuệ là vì sao. Tôi xin mạo muội hỏi các vị có buông bỏ được tiền tài vật chất chưa? Chưa. Các vị có dùng thực một ngày một bữa chưa? Các vị có dám từ bỏ để ngủ ngoài nghĩa trang liệt sĩ, ngoài nghĩa địa hay ngoài đồng hoang hoặc nhà trống chưa? Chưa. Các vị có dám bộ hành hàng trăm cây số để đi khất thực không? Không. Vậy các vị phê phán chỉ trích thầy Thích Minh Tuệ ở điểm nào và với mục đích gì? Thầy Thích Minh Tuệ có lừa đảo hay lường gạt ai không? Không. Và thầy luôn tự nhận mình là người đang tu học. Dù gì đi chăng nữa, nếu bất kỳ một ai đó luôn hướng đến đạo đức chân thiện mỹ thì chúng ta nên vui mừng và tán thán, vì có thêm một người tốt đẹp sẽ làm cho xã hội thêm tốt đẹp. Thầy Thích Minh Tuệ là một tấm gương tuyệt vời ấy. Thầy đã truyền cảm hứng cho cộng đồng lòng từ bi, biết buông bỏ sự ganh ghét, hận thù để sống tốt đời, đẹp đạo. Thậm chí có clip chúng ta thấy có những anh xăm trổ cũng biết chắp tay và niệm A-di-đà-phật. Hay hình ảnh một anh công an chào hỏi và chắp tay khi nói chuyện. Hay một chị quân nhân tìm đến cúng dường nước. Rất rất nhiều hình ảnh đẹp thể hiện sự gieo duyên hạt giống từ bi, đáng trân trọng thay, nhiệm màu thay. Thầy Thích Minh Tuệ đang trở thành hiện tượng lạ trên mạng, đang cho chúng ta thấy là một tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ trên bước đường tu học. Chắc chắn thầy cũng gặp rất nhiều thử thách và trở ngại. Chúng ta có nên chăng hãy bảo vệ hiện tượng này bằng cách bớt quấy rầy, bớt tung hô và cũng bớt so sánh. Tốt hơn hết, chúng ta hãy lặng lẽ học ở thầy những điều tốt đẹp. Qua đây, con xin chúc thầy an lạc, vượt mọi chướng ngại, chống thành đạo quả. Hy vọng rằng hạt giống từ bi mãi gieo rắc muôn phương.